Tôi vừa chào mừng quý chị đã đến với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy tiếp tục giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần short, bao gồm cả quần short kaki và quần short thể thao cho quý chị chúng ta lựa chọn sử dụng trong mùa hè năm nay. Đồng giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý chị mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và với sản phẩm đầu tiên nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần với tông màu nâu. Em này là một con quần short túi hộp rất là trẻ trung, và mã sản phẩm là B1, chiều dài là 53, bụng là 72-88 và ống thì sẽ là 31cm. Size của sản phẩm là từ 26-34, các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ là thiết kế cạp chun co giãn, bên trong sẽ có một phần dây đai để các bác có thể là tự do mình điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn với cái số đo vòng bụng của mình. Chất liệu thì rất là mềm mịn thoáng mát này, mặc trong mùa hè thì rất là hợp lý luôn. Mã sản phẩm là B1 và em này độ mới rất là cao. Bác nào mà chúng ta vừa vặn với size từ 26-34 có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, mã B1 này. Và tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần với tông màu xanh nhạt. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần short kaki, thiết kế suông trơn đơn giản, phần cạp sẽ là đáp chun ở hai bên, mã B2, chiều dài là 46, bụng là 78-86, phần ống là 30 và size của sản phẩm sẽ từ 29-33, các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ là thiết kế form suông ống rộng, một sản phẩm đến từ thương hiệu Riversun. Đằng sau này thì chúng ta sẽ có cái tem mác của thương hiệu nó đính ở mặt đằng sau. Chất liệu thì là chất kaki mềm nên là các bác cứ yên tâm chúng ta sử dụng, mặc rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Và mã sản phẩm sẽ là B2, độ mới cũng rất là cao. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu xanh rêu. Em này sẽ là một con quần ngố này. Đây là một thiết kế của thương hiệu Converse, một thương hiệu thời trang của Mỹ. Mã sản phẩm là B3, chiều dài là 69, bụng là 64-78 và ống thì sẽ là 20,5cm. Quý chị mặc quần size từ 23-29 thì đều có thể là yên tâm vừa vặn với sản phẩm này. Thiết kế cạp chun co giãn để cho các bác chúng ta coi cận chất cận màu cũng như là kỹ hơn các cái chi tiết thiết kế của sản phẩm. Một con quần short túi hộp cực kỳ trẻ trung năng động đến từ thương hiệu Converse. Mã sản phẩm sẽ là mã B3. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần với tông màu xanh than. Em này thì cũng là một sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản, rất là dễ mặc dễ dùng, cạp chun co giãn và còn có thêm một cái đai khóa bằng nhựa để quý chị có thể là điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Mã B4, chiều dài là 50, bụng là 70-80 và ống thì sẽ là 27cm. Em này thì quý chị mặc quần size từ 25-30 là đều có thể vừa vặn với sản phẩm. Thiết kế chất liệu kaki này lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho quý chị. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần tông màu xanh lá. Em này chất rất là mềm mịn thoáng mát luôn. Với sản phẩm này thì nó sẽ là chất liệu không nhăn, các bác giặt rũ thoải mái, không lo chất liệu của mình bị bay, bị nhão hay là cái bề mặt vải nó bị xù. Mã sản phẩm sẽ là B5, chiều dài là 45, bụng là 76-80 và ống đi sẽ là 29cm. Em này quý chị chúng ta mặc quần size từ 28-30, các bác đều có thể là yên tâm vừa vặn với sản phẩm. Và mình cũng có thiết kế một cái dây đai ở đây cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp luôn. Độ mới thì rất là cao, quý chị chúng ta yên tâm, những cái chất liệu này mình mặc rất là bền. Mã sản phẩm sẽ là B5 và mọi thông số thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình. Nhà sành Lucy đã ghi lên rất là cẩn thận và đầy đủ để quý chị chúng ta tiện theo dõi và các bác có thể lựa ra những sản phẩm sao cho nó vừa vặn nhất với số đo cơ thể của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần với tông màu xanh than. Em này thì sẽ là một sản phẩm họa tiết kẻ sọc. Mã sản phẩm sẽ là mã B6 này, chiều dài là 66, bụng là 76 và ống thì sẽ là 22cm. Quý chị thường mà quần size 28 thì có thể lựa cho em này. Đặc biệt là bác nào yêu thích những cái form quần nó dài một chút, nó là các cái form quần ngố, thì các bác lựa em này rất là ok luôn. Mình không những mặc hàng ngày này, các bác có thể là mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi đều rất là đẹp, rất là lịch sự nhã nhặn. Nó sẽ là có thiết kế hai cái túi hộp vuông ở hai bên đó, các bác đi ra ngoài mình mang theo đồ đạc, ví tiền, điện thoại cực kỳ ok luôn. Còn về mặt chất liệu thì các bác yên tâm, nhà sành Lucy bao chất cho mình. Em này chất kaki rất là dày dặn, phía dưới gấu quần này nó còn có thêm một cái phần dây đai, các bác có thể là điều chỉnh phần gấu được luôn. Và mã sản phẩm của em này thì sẽ là mã B6. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế quần với tông màu kem. Cho bác nào mà thường mặc quần size từ 36-39 là mình có thể lựa cho em này, form suông ống rộng, và đây sẽ là một thiết kế quần short kaki túi hộp. Mã sản phẩm là B7, chiều dài là 58, bụng là 92-98 và ống thì sẽ là 26cm. Em này độ mới rất là cao luôn, các bác nào mà chúng ta yêu thích những cái tông sáng màu một chút có thể lựa ngay cho mình sản phẩm này.
chất liệu của sản phẩm thì cũng là chất kaki dày dặn này. Em này hàng không có giãn, các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm luôn. Mã sản phẩm là B7 cho quý chị mặc sạch quần từ 36 đến 39, các bác có thể mặc vừa. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần với tông màu đen. Em này thì các bác mặc được hai kiểu luôn, mình có thể là mặc theo kiểu form suông như ở bên ống này, và các bác có thể là gập gấu này. Bên này nhà sành đồ sĩ đã gập sẵn lên để cho quý chị chúng ta tham khảo cái hai cái kiểu mặc của sản phẩm rồi. Nó sẽ có sẵn một cái dây có cúc ở đây để cho quý chị chúng ta gập cái gấu lên vài phân. Mã sản phẩm thì sẽ là B8 này, chiều dài là 80, nó là cái chiều dài tối đa, và bụng thì sẽ là 78, ống là 21. Em này thì các bác mặc quần size từ size khoảng 29 là các bác có thể mặc vừa. Với tông màu đen thì quý chị có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Quý chị nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ sĩ. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short chất kaki với tông màu nâu nhạt. Mã sản phẩm sẽ là B9, chiều dài là 31, chiều dài sẽ là 43, bụng là 72, đùi là 31 và ống là 28cm. Em này thì sẽ là size 26 này, cũng là một con quần thiết kế suông trơn đơn giản để các bác lựa chọn mình sử dụng trong mùa hè năm nay. Độ mới của sản phẩm rất là cao. Còn về các cái chất liệu kaki thì các bác hoàn toàn yên tâm, chất dày dặn lên form dáng cực kỳ chuẩn chỉnh của mình. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần với tông màu xanh nhạt. Em này thì rất là trẻ trung rồi. Mã sản phẩm sẽ là B10, chiều dài là 51, bụng là 72, đùi là 25 và ống thì sẽ là 22cm. Đây là một thiết kế của thương hiệu Back Number, để cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu này. Cái phần cạp người ta làm cũng rất là đẹp luôn. Em này còn có thêm cái phần cúc dự phòng ở bên trong để cho quý chị chúng ta sử dụng. Độ mới thì rất là cao. Form dáng của sản phẩm này thì nó sẽ hơi ôm một chút, nên là bác nào muốn mặc những cái form dáng gọn gàng lịch sự có thể tham khảo sản phẩm này. Mã của mình sẽ là B10. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần chất liệu là quần jean với tông màu đen, và mã là B11, chiều dài là 60, bụng là 80 và ống thì sẽ là 22cm. Size của sản phẩm là size 30. Các bác nào chúng ta yêu thích những cái thiết kế tối giản đơn giản thì cứ lựa cho mình một con quần tông màu đen, vì đây đó là cái tông màu truyền thống này, các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Và em này độ mới cũng rất là cao nữa, nên là bác nào chúng ta thường mặc quần size 30 có thể lựa cho mình cái mã B11 này. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế quần với tông màu vàng nhạt, một sản phẩm đến từ nhà Cosby. Mã sản phẩm sẽ là B12, chiều dài là 50, bụng là 67 đến 82 và ống thì sẽ là 27cm. Size của sản phẩm là từ 24 đến 31, các bác có thể mặc vừa. Thiết kế cặp chun co giãn và còn có một cái đai khóa rất là chất lượng ở đây để các bác có thể tự do mình điều chỉnh phần cặp. Chất liệu thì sẽ là chất vải mềm này, không nhăn và không co giãn. Các bác giặt giũ thoải mái, không lo chất liệu của mình bị bàng bị nhão luôn. Em này mặc trong mùa hè thì rất là hợp lý rồi. Các bác mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần short thể thao với tông màu xanh dương. Hai bên sẽ có hai cái đường viền màu trắng này. Mã sản phẩm là B13, chiều dài là 53, bụng là 62 đến 90, ống sẽ là 26. Và sản phẩm của mình sẽ có size từ 22 đến 35, các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ là một sản phẩm của thương hiệu ASICS. Đây là một thương hiệu thời trang thể thao của Nhật Bản. Chúng ta có tên thương hiệu được thêu luôn ở bên trên gấu quần này. Độ mới của sản phẩm rất là cao. Và những dòng sản phẩm quần short thể thao của ASICS thì bao giờ nó cũng là cái chất liệu rất là dày dặn. Các bác yên tâm mặc lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình luôn. Mã sản phẩm là B13. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short với tông màu đen. Em này thì thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Mã B14, chiều dài là 50, bụng là 70 đến 90 và ống thì sẽ là 24cm. Size của sản phẩm là từ 25 đến 35, các bác có thể mặc vừa. Với chị nào chúng ta yêu thích những cái phong cách nó tối giản nhất thì các bác cứ lựa cho mình cái sản phẩm quần này, một thiết kế tông màu đen trơn luôn, mã B14. Và tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần short với tông màu đỏ. Em này thì cũng là một sản phẩm của nhà ASICS luôn, tương tự như cái chất liệu của cái sản phẩm quần tông màu xanh dương vừa rồi. Mã sản phẩm sẽ là mã B15, chiều dài là 50, bụng sẽ là 60 đến 84, phần ống thì sẽ là 25cm. Với sản phẩm này thì quý chị mặc quần size từ 21 này đến 32 là các bác có thể vừa vặn với em này. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu rực rỡ một chút thì có thể lựa chọn một con quần màu đỏ chúng ta sử dụng trong thời tiết mùa hè năm nay. Độ mới thì rất là cao nên là các bác chúng ta cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Và tiếp theo thì sẽ là một con quần short thể thao với tông màu trắng đen. Em này có mã là B16, chiều dài của sản phẩm là 51, bụng là 56 đến 76 và ống thì sẽ là 21cm.
Size của sản phẩm là từ 19 đến 28, các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ là chất vải thể thao mềm này, rất là mát luôn. Một thiết kế chính hãng của nhà Adidas, và nhắc đến những cái thương hiệu thời trang thể thao thì mình không thể nào mà không nhắc đến Adidas được. Mã sản phẩm là B16 này. Thông số thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình. Quý chị yêu thích thì có thể là liên hệ chốt đơn với Sành của Xin. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một thiết kế của nhà Umbro, một thương hiệu thời trang của Anh, và cái sản phẩm của mình sẽ là thiết kế tông màu xanh nước biển. Nhìn chung thì cũng là một cái thiết kế rất là basic, đơn giản để các bác chúng ta mặc hàng ngày trong cái thời tiết mùa hè năm nay. Mã sản phẩm là B17, chiều dài là 41, bụng là 58-84 và ống thì sẽ là 24cm. Size của sản phẩm là từ 20-32, các bác có thể mặc với em này, độ mới rất là cao luôn, cả chun co giãn tốt này. Mã sản phẩm thì sẽ là mã B17. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con quần short thể thao tông màu trắng. Mã sản phẩm là B18, chiều dài là 51, bụng là 60-78 và ống thì sẽ là 33cm. Size của sản phẩm là từ 21-29, các bác có thể mặc vừa. Em này thì là thiết kế form suông ống rộng, rất là dễ mặc, dễ dùng luôn. Còn về những cái chất thể thao thì các bác hoàn toàn yên tâm chúng ta sử dụng trong mùa hè, vì đây là những cái chất liệu không nhăn này. Thứ hai nữa là nó rất là thoáng mát, dễ chịu để chúng ta có thể sử dụng mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao, hoặc là các bác đi đạp xe chạy bộ buổi sáng. Và mã sản phẩm thì sẽ là B18. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần short thể thao tông màu trắng luôn. Em này thì là một sản phẩm của nhà Puma, một thương hiệu thời trang của Đức. Mã sản phẩm sẽ là B19, chiều dài là 42, bụng là 64-78 và ống thì sẽ là 28cm. Size của sản phẩm sẽ là từ 23-29, các bác có thể mặc vừa. Quý chị nào yêu thích những cái tông sáng màu có thể là lựa cho mình một con quần short tông màu trắng này, cũng rất là dễ mặc, dễ dùng. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần short thể thao tông màu đen đến từ thương hiệu Outdoor. Để cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng, nó sẽ gắn ở phía dưới gấu quần. Mã sản phẩm là B20, chiều dài là 48, bụng là 50-70 và ống thì sẽ là 22cm. Các bác mặc quần size từ 16-25 có thể là lựa chọn em này. Những cái thiết kế tông màu đen thì nó rất là dễ mặc, dễ dùng, rồi các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Bác nào mà yêu thích những sản phẩm quần short mà họa tiết một chút thì có thể là lựa chọn em này. Đây, cái sản phẩm của mình màu sắc nó cũng rất là tươi sáng, trẻ trung này. Mã sản phẩm là B21, chiều dài là 50, bụng là 80 và ống thì sẽ là 23cm. Em này thì sẽ là size 30, form suông ống rộng. Còn chất liệu của mình nó sẽ là chất vải mềm, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Nhà Sành Đồ Xin bao chất cho mình toàn bộ các mặt hàng này, chất rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short tông màu đen. Em này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu New Balance. Để cho quý chị chúng ta coi cái phần logo của nhà New Balance được in ở bên dưới ống quần. Mã sản phẩm sẽ là B22, chiều dài là 50, bụng là 70-94 và ống thì sẽ là 32cm. Size của sản phẩm sẽ là từ 25-37, các bác có thể mặc vừa. Một con quần short tông màu đen thiết kế cực kỳ tối giản để các bác có thể lựa cho em này chúng ta mặc trong thời tiết mùa hè năm nay. Chất vải thì rất là mềm mịn, thoáng mát luôn, nên là các bác chúng ta cứ yên tâm. Các sản phẩm ngày hôm nay chất rất là đẹp này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short thể thao tông màu đen đến từ nhà Lotto. Em này thì sẽ có mã là B23, chiều dài là 53, bụng là 70-102 và ống thì sẽ là 27cm. Size của sản phẩm sẽ từ 25-41, các bác có thể mặc vừa. Hai bên ống quần thì sẽ là thiết kế đường kẻ sọc bên trên, có in rất là nhiều tên của thương hiệu này. Cho các bác chúng ta coi cận chất, cận màu của em này luôn. Chất liệu thì cũng là cái chất vải thể thao rất là mềm mịn, thoáng mát. Các bác giặt rũ thoải mái, không lo chất liệu của mình bị bay, bị nhão. Và mã sản phẩm thì sẽ là B23. Thông số quý chị có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần short tông màu đen trơn. Cho quý chị nào chúng ta yêu thích những sản phẩm thiết kế tối giản, em này thì sẽ có mã là B24, chiều dài là 48, bụng là 68-80 và ống thì sẽ là 24cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-30, các bác có thể mặc vừa. Cũng là những cái dòng sản phẩm short thể thao cạp chun co giãn này, bên trong thì không thể nào mà thiếu được các cái phần dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh phần cạp. Mã sản phẩm sẽ là B24. Các bác có thể là coi qua một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm, túi đầy đủ luôn, nên là các bác chúng ta đi ra ngoài cũng có thể là mang theo ví tiền, điện thoại. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần với tông màu xanh dương. Em này có mã là B25, chiều dài là 57, bụng là 84 đến
đến 104 và ống thì sẽ là 25 cm. Size của sản phẩm là từ 32 đến 42, các bác đều có thể mặc vừa. Chúng ta cũng có thiết kế túi chéo ở hai bên luôn, túi cực kỳ rộng rãi này, và tông màu xanh thạm, cái tông màu xanh dương này cũng là cái tông màu rất là nổi bật, rất là trẻ trung để các bác có thể lựa chọn mình mặc trong mùa hè năm nay. Quý chị có thể mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ hoặc các bác mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Mã sản phẩm là B25, độ mới rất là cao luôn. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, đây cũng là một con quần short thể thao tông màu đen trơn, em này thì sẽ có mã là B26, chiều dài là 63, bụng là 72 đến 104 và ống thì sẽ là 28 cm. Form vuông ống rộng này, bác nào yêu thích tông màu đen thì có thể là lựa ngay em này. Chất liệu thì các bác yên tâm, nó vẫn là cái chất thể thao mềm mịn thoáng mát thôi, mã B26. Tiếp theo sẽ là một con quần short với tông màu hồng, em này thì sẽ là một sản phẩm tông màu rất là trẻ trung để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã sản phẩm là B27, chiều dài là 44, bụng là 78 đến 86 và ống thì sẽ là 29 cm. Size của sản phẩm là từ 29 đến 33, các bác có thể là yên tâm vừa vặn với em này. Form suông ống rộng, chất liệu thì lại là chất vải mềm mịn không nhăn, da rũ thoải mái, không lo chất liệu của mình bị bài bị nhão luôn. Mã sản phẩm sẽ là B27, độ mới của em này thì cũng rất là cao. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần với tông màu xanh than, em này thì sẽ có thêm một vài cái đường kẻ đỏ này, nói chung là tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Cái sản phẩm này thì sẽ đến từ nhà Umbro và như đã giới thiệu thì Umbro là một thương hiệu thời trang của Anh. Mã sản phẩm sẽ là B28, chiều dài là 40, bụng là 62 đến 84 và ống thì sẽ là 28 cm. Em này có size là từ 22 đến 32, các bác có thể mặc vừa, cũng là một cái thiết kế rất là đẹp để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần short với tông màu nâu, em này là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Mizuno, đây là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Mã sản phẩm sẽ là B29, chiều dài là 50, bụng là 70 đến 78 và ống thì sẽ là 33 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 25 đến 29, các bác có thể mặc vừa. Em này sẽ là một con quần short ống rộng rãi thoải mái này, lựa em này mặc cũng rất là ok luôn và đặc biệt là độ mới rất là cao. Bác nào yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm này của nhà Mizuno thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với Sành Đồ Xinh, mã B29. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này cũng là một con quần short thể thao rất là xịn này, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Nike. Nike thì được biết đến là một thương hiệu thời trang thể thao lớn nhất trên thế giới và mã của sản phẩm này sẽ là B30, chiều dài là 44, bụng là 68 đến 92 và ống thì sẽ là 28 cm. Size của sản phẩm là từ 24 đến 36, một con quần với tông màu xanh than cũng rất là dễ mặc dễ dùng và tag mark thì đầy đủ chính hãng luôn, nên cho các bác chúng ta coi kỹ một chút này, mã B30 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, quý chị nào chúng ta yêu thích cái họa tiết chấm bi thì có thể lựa cho em này một con quần tông màu xanh lá với mã sản phẩm là B31, chiều dài là 46, bụng là 68 đến 100 và ống thì sẽ là 27 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24 đến 40 là các bác yên tâm vừa vặn với em này luôn. Tông màu của em này cũng là cái tông màu rất là trẻ trung cũng như là rất nổi bật để quý chị chúng ta có thể sử dụng trong thời tiết nắng nóng của mùa hè năm nay. Chất thì rất là mềm mịn thoáng mát này, thấm hút mồ hôi rất là tốt luôn, mã B31. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần thể thao với tông màu đen, em này có mã là B32, chiều dài là 43, bụng là 58 đến 88 và ống thì sẽ là 27 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 20 đến 34 là các bác yên tâm đều có thể là vừa vặn với sản phẩm này, vì là cái phần cạp của mình sẽ là cạp chun co ra tốt, phần ống thì sẽ là thiết kế form suông ống rộng này, chất vải thể thao rất là mềm mịn thoáng mát, mã B32. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này là một con quần với tông màu trắng, cho bác nào yêu thích những cái tông sáng mỏng một chút có thể lựa chọn em này, mã B33, chiều dài sản phẩm là 50, bụng là 79 đến bụng thì sẽ là 79 và ống thì sẽ là 23 cm. Size của sản phẩm này là size 29 này, có các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm. Em này sẽ là thiết kế túi chéo đằng trước, túi vuông đằng sau đầy đủ luôn, các bác đi ra ngoài mình mang theo ví tiền điện thoại. Và mã sản phẩm sẽ là mã B33 cho bác nào yêu thích những cái tông sáng mỏng. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần với tông màu hồng nhạt, em này thì sẽ là một sản phẩm quần short chất vải kaki, độ mới rất là cao và mã sản phẩm là B34, chiều dài là 55, bụng là 90, ống sẽ là 26 và size của này sẽ là size 30
35. Và bác nào mà yêu thích những cái tông màu trẻ trung năng động thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Chất liệu thì các bác yên tâm, nhà sành Lucy bao chất cho mình. Em này là chất vải kaki mềm, không co giãn. Các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm. Quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 35 thì có thể là lựa chọn cho mình sản phẩm này, mã là B34. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo là một con quần short có họa tiết này. Đây quý chị có thể là tự mình chúng ta quan sát kỹ một chút cái form dáng cũng như là họa tiết của sản phẩm. Em này thì sẽ là cái phần cảm, nó sẽ có cho quý chị là một cái phần dây đai, dây đan chéo như này để các bác có thể là điều chỉnh phần cảm. Cái phần cảm của mình nó sẽ là không có chun đâu, nên là các bác chúng ta có thể là chủ động chúng ta điều chỉnh bằng cái phần dây đan chéo này. Mã sản phẩm là B35, chiều dài là 54, bụng là 76 và ống thì sẽ là 30cm. Size của sản phẩm là size 28. Em này form xua và ống rộng. Bác nào yêu thích những sản phẩm có họa tiết một chút thì đây cũng là cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho quý anh chị luôn. Mã B35. Tiếp theo sẽ là một con quần với tông màu trắng. Anh này thì chất rất là đẹp luôn. Lại gần một chút để các bác có thể là coi kỹ hơn cái chất liệu của sản phẩm. Quý chị nào yêu thích những sản phẩm trẻ trung năng động thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Mã sản phẩm là B36, chiều dài là 50, bụng là 74-96 và ống thì sẽ là 29cm. Size của sản phẩm sẽ từ 27-38. Các bác có thể mặc vừa. Em này độ mới rất là cao này. Phần cạp thì sẽ là cạp chun co giãn. Chất liệu thì dày dặn, lên form dáng cực kỳ chuẩn chỉnh cho mình luôn. Các bác có thể là coi qua một chút form giá của sản phẩm. Quý chị nào chúng ta yêu thích cũng như vừa mặc với sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy, một con quần rất là đẹp trong buổi ra ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm nữa cũng là tông màu trắng luôn. Em này thì sẽ có mã là B37, chiều dài là 36, bụng là 84 và ống thì sẽ là 29cm. Size của sản phẩm là size 32. Đây là một thiết kế chính hãng đến từ nhà Tommy. Các bác có thể coi những cái đặc nét đặc trưng của Tommy này. Trong này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mà đằng sau này thì các bác thấy là chúng ta còn nguyên tắc mát luôn. Em này là một sản phẩm với độ mới rất là cao. Mã sản phẩm sẽ là mã B37. Và các bác có thể là coi qua một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm này. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi ra ngày hôm nay, một thiết kế quần short thể thao tông màu đỏ. Em này sẽ có mã là B38, chiều dài là 49, bụng sẽ là 68-94 và ống thì sẽ là 23cm. Size của sản phẩm là từ 24-37. Các bác có thể mặc vừa. Một con quần tông màu đỏ cũng rất là nổi bật để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã sản phẩm là B38. Mọi thông số quý chị có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này là một thiết kế quần đến từ nhà ASICS, thương hiệu của Nhật Bản. Một thiết kế quần short với tông màu đen trơn, mã B39, chiều dài là 40, bụng là 50-78 và ống thì sẽ là 24cm. Size của sản phẩm là từ 16-29. Các bác có thể mặc vừa. Chất vải rất là dày dặn luôn nên là các bác cứ yên tâm mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng cho mình. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, mã B40 này. Em này thì sẽ là một thiết kế quần với tông màu xanh than, xanh dương. Em này thì là một thiết kế của nhà Nike. Mã sản phẩm là B40, chiều dài là 55, bụng là 92-100 và ống thì sẽ là 30cm. Size của sản phẩm là từ 36-40. Các bác có thể mặc vừa. Quý chị nào chúng ta yêu thích những sản phẩm tông màu trẻ trung nổi bật thì có thể là cân nhắc lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, một thiết kế chính hãng đến từ nhà Nike luôn. Các bác có thể về chúng ta check lại tem mác thoải mái này. Và mình sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế quần tông màu xanh đậm. Em này có mã là B41, chiều dài là 51, bụng là 62-86 và ống thì sẽ là 27cm. Quý chị mặc quần size từ 22-33 thì yên tâm là có thể vừa vặn với sản phẩm này, vì đây là một thiết kế suông trơn đơn giản, một cái form dáng rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Em này thì tông màu cũng không kén người dùng đâu, nên là các bác cứ yên tâm lựa chọn em này. Đây là một thiết kế quần đến từ nhà Decente với mã sản phẩm là B41. Đây sẽ là thiết kế cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống cũng như là luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.